phải biết sự thiêu đốt khổ sở trong địa ngục cũng không, không thì cái gì đau đớn. Nếu bảo mặt tình đau đớn thì hiện nay giả sử có người lấy lửa đốt do đặt, sao ông không để mặt tình? Ngay đêm xem người học đạo nghe một câu tới ý vẫn không thể chịu được, huống là mặt tình đốt chặt. Đây là cái chỗ mà lắm người bị hiểu lầm. Vì nghe trí tuệ bát nhã quán chiếu ngũ uẩn là không, rồi quán chiếu tất cả pháp đều là không, thì tham sân si hay là từ bi nhẫn nhục vân vân cũng được không? Thì khi đó thì họ chấp tất cả cái đó là không, không thì còn gì phải tu? Mà không tu tức là không đối kệ. Nhưng mà khi chấp tất cả cái đó không mà mình thì có hay không? Mình có. Cho nên nói thì nói không, mà tới thì đụng mình thì mình là thì như vậy đó. Phải chi nói không mà mình không nữa thì cái đó là được. Nói thì nói không mà tới đụng mình thì mình là có. Thì như vậy đó là cái mà nó phản bội. Chứ còn các tổ như tổ Huệ Năng, tổ thấy tham sân si là không, cho nên vua đường mời ngài, ngài không đi. Rồi sao sao xí nó, nếu ngài không đi thì chặt đầu đem về, thì ngài đập chiếu rồi là đưa cổ mới chặt đi. Thì như vậy đó người ta thấy mới nói nó không được, không mình nghe vậy mà dám đưa cổ à? Thì như vậy mình còn có phải không? Bởi mình có cho nên rồi cái gì cũng có hết. Cũng như câu chuyện tôi nói hôm qua, người gì có vợ cho nên cái gì cũng có, người ta không vợ cho nên cái gì cũng không là vậy. Cái khi là không thì tất nhiên không này thấy cũng là không, không thì đau mà cũng không buồn, khỏe thì cũng không mừng, giết cũng được, tha cũng được. Thì như vậy cho nên người ta mới thấy tất cả niệm chướng là không. Còn mình bây giờ chưa được như vậy thì thấy tất cả niệm chướng là sao? Thì là có. Có là tại vì mình nhiều khi mình dùng cái hiểu, hiểu mình quán chiếu xét lý như Phật nói, biết là các cái đó tánh là không. Nhưng mà phần nhiều mình hay quán chiếu những cái khác mà thân mình không quán. Cho nên rồi thấy cái này không, cái kia không, nói thì nói được, mà tới đụng với mình cái mình chịu không nổi thì nó liền có. Đó là cái chỗ mà đại đa số người tu chúng ta mắc phải. Cho nên khi mình nói được tất cả pháp tự tánh không thì phải biết tứ đại tự tánh cũng không. Mà tự tánh không thì sao mà lo, sao mà sợ, sao mà khổ đó. Thật là khổ cũng không lo, mà không sợ không gì hết thì người đó thấy không thiệt. Như vậy là quý vị muốn biết người thấy không thật hay chưa thấy không thiệt là dòm ngay họ, nhìn họ. Nếu họ chịu được những cái khó khổ này kia thì biết họ đã có cái quán chiếu thuần. Còn nếu họ chịu không nổi thì họ chỉ mới quán sơ sơ mà da chứ chưa có thâm trong tỷ. Thật ra không phải ai không đau, ai không có biết khổ, nhưng khi mà người ta thấy trí huệ mạnh, thấy cái thân này tứ đại giả ngũ uẩn không thì cái đau đớn người ta cũng thấy nó là không, thì không còn lo sợ. Còn mình đã thấy nó là có cho nên đau đớn mình chịu không nổi. Thì như vậy để biết rằng muốn chịu nổi cái đau đớn đó thì trước hết phải sao? Tức là phải thường quán. Thường quán, thường chiếu soi làm sao mà cho cái tinh thần đó nó mạnh, nó lấn át được cái tình cảm của bản ngã. Mình bị tình cảm bản ngã làm chủ mà cái lý trí nó bị mờ yếu đi. Cho nên trong lúc bình tĩnh, ví dụ như giờ nghe kinh này là tỉnh táo sáng sủa đó, thì lý trí nó làm chủ, tình cảm ta như bị lờ đi, bị lấp đi. Nhưng mà ra khỏi cái này cái bệnh tình cảm sống trở lại, lý trí bị mờ đi, cho nên lúc đó cái gì cũng có hết. Nói không nữa, thằng nói không là khi lý trí đương sáng, mà nó có là khi tình cảm lớn lên. Vì vậy cho nên mình làm sao mà hàng ngày, hàng giờ cái lý trí đó nó không bị mờ, không bị lu,
thì tất nhiên cái biết tất cả pháp tự tánh không, thì gặp cảnh khổ vui lâm mình cũng không còn bị sợ, bị buồn, bị lo nữa. Vậy mới gọi là chứng đáng. Còn từ cái đoạn này trở về sau là ý Ngài Phê Phong, Ngài muốn giải thích về cái chuyện mà Ngài biên chép cái bộ Thiền Nguyên Chư Thiên Tập 100 quyển. Trước thì ghi chép lời các tổ, rồi sau lấy kinh làm chứng nhân dân. Thì cái này Ngài nói ra mà mình không có cái bộ đó thì giả sử có kể Ngài cũng không biết nói làm sao, vì cái bộ đó đã mất. Cho nên cái đoạn này thấy không cần giải thích, quý vị chịu khó đọc và viết sơ sơ thôi, vì cái bộ đó đã mất rồi. Bây giờ mình có đọc mà kể sự giải thích của Ngài đây cũng không có làm gì mà mình biết rõ, thì đó chỉ nghe qua thôi. Tới chỗ cuối cùng kết luận, Ngài có mấy câu: chí tuy không mong cầu, nhưng tâm hộ pháp lý thành không thể quên tôi. Trong nổi tiếng của tổ của tôi tổ trước không thể bỏ. Đó là Ngài nói cái lòng chí thành vì muốn Phật pháp còn mãi trên thế gian, cho nên Ngài sưu tập, Ngài biên chép những quyển sách này. Thì cái đó tuy nhiên Ngài không mong cầu gì hết, nhưng Ngài tin rằng cái tâm hộ pháp mạnh mẽ của Ngài đó, cái lý thành tức là sự cảm ứng đạo giao, không thế nào mà Ngài không được. Cho nên là lý thành không thể quên tôi. Trong nói tiếng của tôi, tức là Ngài làm cho các tổ những lời dạy được còn ghi chép lại, thì cái điều đó Ngài tin rằng tổ trước cũng không thể bỏ Ngài. Bây giờ tới người hậu học. Người hậu học không nên phụ tôi. Vì sao? Bởi vì Ngài đã vì những kẻ sau mà cố làm những cái tốt yếu rành rẽ để cho mình nóng vững biết đường lối tu, thì như vậy mình đâu có nỡ phụ Ngài. Nếu không phụ, không phụ tức là kẻ hậu học, không quên là lý thành, không bỏ là chư tổ, thì nguyện cùng những người đồng duyên chấm hợp nơi hội chư Phật. Nếu lý thành không bỏ chư tổ, lý thành không quên, chư tổ không bỏ, hậu học không phụ, thì như vậy tôi cùng các ngài xin nguyện đồng về cõi Phật. Đó là hết cái quyển Thường Thiền. Và bắt đầu qua quyển Kinh Kim Ca. Đi vào quyển Kinh Kim Ca, tôi nói tiếng một chút. Đây là những cái chuyện mà chúng ta là người học tập cần phải có cái ý cho rõ. Bởi qua cái câu hồi nãy tôi nói Phật pháp hẳn không vi diệu đó, vì chúng ta tôi biết rõ cái tâm định của một số người học tập tăng ni cả Phật tử là hầu hết đều mang cái tâm định giống như nhau, mà chính tâm định đó tôi ngày xưa là một, chứ không phải là không có. Hồi xưa tôi có một lúc còn học, khi đang học đó, bởi vì cái đầu óc của mình hồi xưa hay bị huấn luyện những cái kỳ quái, nghe ông này tôi ở trên núi lâu lâu bắt đạo để có thần thông hàng cởi cọp đó, đi đâu này đằng kia, ông nọ tu trong hang lâu lâu cái thì biết quá, ông nọ tu ở chỗ nào đó lâu lâu cắt đạo cái thì bệnh gì chữa cũng lầm, nhưng vậy nghe cái dạy cái thiết thân đó, cái đầu óc mình bị nuôi những cái tư tưởng đó. Cho nên khi vào đạo
nó mộng đắc đạo đó nó nhiều lắm, mà đắc đạo không có hiểu chính xác như đắc đạo của Phật dạy. Mà cứ hiểu cái lối đắc đạo bằng cách là cởi bỏ thấy không, bằng cách là trị được bệnh, bằng cách là mưa là gió. Muốn cầu gió thì gió ầm ầm, muốn cầu mưa thì mưa liền như là sấy. Thì như vậy tất nhiên cái tâm bệnh đó là cái tâm bệnh chung của đại đa số người mà khi bắt đầu vào tu. Do đó cho nên dễ bị lầm lẫn. Do trong đạo Phật tôi phải chưa thú thật đây là những cái lỗi mà hồi xưa tôi mắc. Mới vào đạo chừng 3 năm, tôi ở chùa Phật Quang 2 năm, lên ở chùa Phước Hậu 1 năm. Khi ở chùa Phật Quang thì tôi sống với tôi đại diện trưởng, chưa tới gần sư cụ pháp chủ Khánh Anh. Khi lên chỉ mỗi năm là ngày sau ngày Tết thì lên đánh lễ ngày vậy thôi, chứ còn thường thì ít có đến. Tới năm sau tôi về Phước Hậu ở chung thì ngài ở trong phòng tới lui thường gặp. Tại cái tâm hiếu kỳ của mình thấy thì cụ là người ai nấy được kính trọng, là đạo đức cao siêu. Tại sao mình không thấy ngài có gì lạ hết? Tôi kỳ quá, tôi thấy sao ngài cũng như mình, ngài cũng ăn cũng mặc. Nếu tôi không thấy ngài có cái gì lạ, chỉ thấy tối thì ngài có giờ ngồi, không biết ngài ngồi thiền hay niệm Phật, nhưng mà chừng khoảng 7 giờ mình công phu, 7 giờ rưỡi công phu tịnh độ thì thấy ngài ngồi cho tới chừng 10 giờ thì ngài xả ngủ. Rồi kia thấy ngài dậy, rồi có khi thì ngài ngồi, có khi thì ngài đang dịch kinh. Thì như vậy tôi cũng thấy thường, nói ngài có nước nọ, bởi vì mình nước không đỏ, mình những gì lớn là phải có cái gì kỳ quá, những lạ lùng, thấy cái tưởng tượng của mình. Mà sao lâu quá không thấy ngài có cái gì lạ hết. Tôi đâm ra nghĩ, có lẽ quý ngài chắc tu thường thường nên có gì hay. Tôi nghĩ như vậy, nghĩ bụng thì ra cái đó là cái nghĩ tội lỗi. Thì bây giờ mình mới biết, chứ là đó là vậy thì mình cũng hơi có cái hơi ngã mạng chút là mình cho tu như vậy thường quá. Mình nghĩ là mình sao mình tu phải ăn dữ hơn kìa. Chứ là nghĩ vậy là thường. Thì có lúc chính tôi thưa với tụi đại diện trưởng, nó bạch thầy, nó thấy bây giờ chùa lâu quá mà tôi không có gì hay hết. Ý tôi mong muốn lên trên núi cấm mình cảm này, mình ở trong hang rồi mình tu như vậy còn có cái gì đặc biệt chứ, nó thấy cho mình thường quá. Chứng tưởng người thiệt tại tôi có tập nghe thẳng thấy sao nói vậy, tôi không có giấu giếm như người lớn. Người tụi đại diện trưởng dạy cũng tỏ lắm, phải học cho hiểu để tu mới được. Cho nếu mà chưa hiểu mà ham tu lên núi tu là lạc mạng đạo hết, tôi cũng chưa biết mạng đạo sao. Nghe ngài nói vậy thì thầy trò ngài quở thường thật tin, chứ là tâm hồn nó cũng chưa hài lòng. Như đó là cái bệnh mà tôi thấy. Nhưng rồi ở lâu lần rồi mới thấy, từ rồi mình mới thấy những cái ngộ nó hiện ra. Ví dụ như trường hợp mà tôi nói thường á, tôi nói một hôm mà có cái bà đó thế gian gọi là mắt đằng dưới, nghĩa là bà không có chồng mà rồi sao bà nói bậy nói bạ, nó sàn nó nhảm, người ta nói mắt đằng dưới đang như chùa nhà tụng kinh để mà cầu cho bà, cho cái dân hồn nào đó nó tha bà. Thì khi cho tụng kinh rồi thì không chúng, lúc đó thầy Hoàng Hoàng Phú là trụ trì, chúng tôi là chúng. Thì thầy trò lên trên chùa tụng kinh, thầy Hoàng Phú thì trụ trì cho nên nghe là phần trị tà thì ngài chủ trì mình cho nên cầm kinh hỏa
lần này đứng chung quanh tụng đại bi còn thời cộng hỏa để trên đầu của cái bệnh nhân đó gõ cốc 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 tụng tụng cái sao nó đứng dậy nó muốn giỏ muốn giỏ đó cái thân của thầy trò chạy hết chạy hết rồi hoặc tình nó biết cái thần nó quỷ gì nó con thầy muốn nói lại biết thế không biết làm sao rồi chứ thầy dọa mấy người trong gia quyến nó thôi giật thỉnh chư cụ chỉ bằng này bất lực vậy cầu cứu ngài. Thì bây giờ đó mình thấy thần chú đại bi thì ai nấy cũng tụng, mà nhất là cả chúng trong quá trình mà tụng sao nó lên cá hồi ai nấy cũng chạy hết. Rồi tới chừng trong gia quyến lên thỉnh chư cụ đánh để lại ngài từ bi ngày hứa ngày kêu của thầy dẫn lên chùa lạ chùa cái đời ngày cũng một mình thôi lúc đó không cần chứng rồi đó một ngày rồi mà đằng này thì mình tránh tỏ mình bị vượt đó đập quá rồi cho nên tới như ngày cái đời mình tò mò có biết được ngày làm sao thì cúng lễ thôi cũng trước đại bi cũng cái ngõ đó ngày rửa quỳ trước ngày gõ mỏ cóp cóp mà tụng đại bi tụng hồ nó khóc thôi nó khóc với lại vừa khóc vừa lại tự chừng đó mình thấy nó không thấy liền được cái chỗ đó mình mới thấy thì nói chuyện là thường mà chừng đó mình mới thấy cái màu nhiệm mà ngoài cái sức tưởng tượng của mình bao nhiêu người cũng tụng thành chú đó cũng gõ cái mỏ đó mà nó không thành sợ tới vì ngày cũng cái mỏ đó cũng thành chú đó mà gõ hồi khóc lại thôi là lại rồi ngày dạy sao nghe dạy rồi mới xả nó xuất ra coi như là khỏe mạnh đi về từng thấy mấy cái đó rồi hỏi nó mới sao được ngài đâu có cái gì linh dưỡng ngài không nói có vừa có tốt gì phải có cái bí mật nào ngài không dạy mình thì nói ngài có những cái bí mật không có cũng y như mình vậy thôi đúng như vậy đó mà được thấy như vậy rồi mình nói sao thành thử là cái đó mới thấy gọi là thậm thông vi diệu. Nó không có cái gì lạ mà chính tâm mình thanh tịnh đức hạnh đầy đủ thì cảm ứng không thể lừa cái đó chứ còn đừng có tìm những cái diệu những cái màu diệu từ quý vị thế chúng ta nghe bao nhiêu người màu nhiệm ví dụ như mấy năm trước ở Sài Gòn mình nghe ông thầy nước lạnh nghe ông thầy nước lạnh thì ai nấy cũng đổ xô tới xin nước uống phải không? Như giờ ổng là sao? Thì nước lạnh bây giờ cũng quên nước lạnh, phải không? Còn cái lắm người thì nghe nói cởi cọp, nói gì lung tung á. Nhưng giờ chiến có người nào còn hay không? Rồi cũng không có cái gì ra cái gì. Thành ra những cái linh nghiệp, những cái màu nhiệm đó, nó chỉ có một thời thôi. Chứ nó không phải đặc biệt. Nhưng mà vì mình là cái người mù quáng, mình cứ thấy những cái đó, những cái nổi lên đó, mình cho là thích, là hay. Đó là do cái góc hiếu kỳ của mình đó. Cho nên mình cứ băn khoăn ham cái đó. Chứ còn bây giờ mà mình hiểu lại thì những cái ấy chỉ là những cái bên ngoài, hàng tà hay là hàng ma hay là phục hổ chân dân đó, thì chỉ là những cái chuyện thường. Người tu theo đạo Phật không có cái mộng làm những điều đó, chỉ là vì một việc là chuyển hết những cái phiền não vọng tưởng của mình trở về cái chân như thanh tịnh, chỉ cái chuyện đó thôi. Chuyện đó nó hết sức là đơn giản mà nó hết sức là thần thông. Để nó thần thông mà nó đơn giản quá cho nên người không sống lâu trong đạo họ không thấy. Vì vậy mà có lắm người Phật tử của mình cũng mang cái quan niệm giống như tôi thời xưa vậy đó. Cho nên bây giờ nghe đâu có cái gì kỳ lạ thì sao? Sách gió trà tới, hay là nghe ông đó là có cái gì lạ tới thì dầu cho tôn đình con gió gì cũng gió mà tới để nghe, để học thật hoặc là tới cái ông đó ăn còn dư để mình xếp tôn thừa ông ăn cho có phước, và cái ông đó ông làm cái gì đó để mình hưởng chút có phước. Bây giờ đều là những cái bên ngoài đó. Cái quan trọng nhất là cái bên trong của mình đó mà ít ai để ý đó, phải không? Cho nên đó là một cái căn cứ vào bản thân mà tôi nói cho quý vị thấy.
mình đừng có hiểu lầm về đường lối tu. Cho nên nếu mà người nào nói tu 3 tháng đắc đạo, quý vị ham không? Nhưng mà đắc đạo rồi chắc là chừng 6 tháng sẽ được mất đạo. Phải là 3 tháng đắc nhưng 6 tháng chắc mất. Còn ở đây tu thì nó có đắc, mà lỡ nó có đắc cho nên nó có mất. Phải là cái tu vậy đã từ từ rồi phiền não nó nhẹ rồi lần lần gió sẽ cũng bay thôi. Phải không? Đó là cái bền vững. Chứ còn tu mà mau đắc quá thì nó sẽ mau thất. Như vậy là tôi ở đây tôi không có nói tháng nào đắc hết trơn. Cái tu hoài tôi chỉ nói là thôi nha, tôi sẽ giúp cho quý vị được niềm tin tam bảo vững chắc và tin được quý vị có khả năng thành Phật. Chừng ấy việc đủ rồi, tôi không có gì hơn nữa, tôi không ngon ngỏ cái gì khác cái điều đó. Tin được như vậy đó là đã được cái chánh tướng, và được chánh tính thì con đường vào đạo quý vị nó có thể khỏi bị trở ngại. Chứ còn tôi không có mong. Cho nên tất cả những vị học tiếp qua 3 năm rồi thì có nhiều người nói phải cho chúng núi là ngày kia kia nọ, thì nó chưa 3 năm mới có niềm tin. Phải 3 năm nữa là thất. Nhưng mà 3 năm là thất đó rồi sẽ được cái gì? Chỉ là những cái tập quán chủng tử 100% nó vòn với còn 70-60 cũng là quý rồi. Chứ không phải là 3 năm sau đó hoàn toàn sạch trơn, chưa có cái vụ đó. Là nghĩa là với được chừng 30-40% những tập quán vọng tưởng tôi đã mừng lắm rồi. Đó là cái phương tiện. Cho nên nhiều người họ cứ nghĩ rằng cái giai đoạn mà đặt 3 năm của tôi á, coi như là tôi tịch, họ tưởng như là 3 năm đó là được cái gì. Họ cứ nghĩ như vậy. Sự thật cũng phải, cái tu mình đâu phải là 3 năm được, mà nó có thể kéo dài cả 10 năm, 20 năm, 30-40 năm, cả đời chẳng không có cái gì mà nhất định hết. Như vậy để chúng ta biết cái tu không phải cái chuyện là giây phút, tu không phải là chuyện màu nhiệm, mà chính là cái bền lâu, chính là cái thực tế dọn dẹp những phiền não xấu xa của mình. Cái đó mới gọi là cái tu thật không. Chứ còn cái tu mà có những cái hình thái lạ kỳ thì cái tu đó là cái tu giả dối không thiệt. Giả dối đây phải là lường gạt, mà giả dối đây có nghĩa là cái tạm bợ chứ không phải là cái vĩnh cửu. Nói như vậy để cho quý vị biết rõ cái đường lối tu, đừng có lầm lẫn. Đưa lên mấy câu hỏi. Tôi tối, buổi chiều tối không có thì giờ, thì bữa nay buổi sớm mà nó còn thì giờ rộng hơn, thì tôi xin trả lời câu hỏi này cho rồi sẽ nghỉ luôn. Thì tôi đọc lên rồi sẽ trả lời sau cho quý vị. Kính bạch thầy, trong khi học đạo chúng con thấy nhiều chỗ nói về nhiều thứ trí như trí huệ ba la mật, hai trí căn bản và sai biệt, ba trí nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí, bốn trí thành sở tác trí, dự quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí. Vì chúng con chưa hiểu nên kính bạch thầy vì thương xót con mà giải thích cho chúng con hiểu vài điểm sau. Một, các thứ trí trên liên hệ nhau thế nào, khác nhau chỗ nào, giống nhau chỗ nào. Hai, giữa trí và huệ khác nhau chỗ nào,
giống nhau chỗ nào? Ba, giữa tâm và trí chỗ nào giống, chỗ nào khác? Bốn, giữa thân Phật và trí Phật chỗ nào giống, chỗ nào khác? Năm, tu theo kinh Pháp Hoa thì sẽ được những trí tuệ nào, và khi được các trí huệ đó rồi làm sao được cái trí huệ khác? Đó là năm câu hỏi. Mà năm câu hỏi đưa ra là do những cái trí. Thì bây giờ tôi sẽ trả lời từng câu cho quý vị thấy. Mà trước khi trả lời năm câu dưới thì phải nói những cái trí ở trên. Trước hết thì hỏi về trí huệ ba la mật. Trí huệ ba la mật tức là trí huệ bát nhã ba la mật đó. Bát nhã ba la mật, mình nói trí huệ thì nói trí huệ cứu kính. Cái trí huệ cứu kính thì theo tinh thần bát nhã thì chúng ta học bát nhã nó chia ra ba phần: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật tướng bát nhã. Thì cái văn tự là trên chữ nghĩa đọc để chúng ta hiểu, đó là văn tự bát nhã, do đọc chữ nghĩa mà có trí tuệ. Rồi kế đó nữa là quán chiếu bát nhã, tức là dùng trí tuệ quán đúng theo như trong kinh Bát Nhã dạy, quán năm uẩn là không, vân vân, đó gọi là quán chiếu bát nhã. Nhưng khi mình quán chiếu được rõ ràng thân và cảm hay là ngã và pháp đều biết tự tánh là không, cho nên tâm nhiễm trước nó không còn. Tâm nhiễm trước không còn thì cái dụng của trí quán nó lặng luôn, thì cái đó gọi là thể nhập trí huệ ba la mật, tức là bát nhã thể. Thì nhập bát nhã thể thì gọi đó là trí huệ ba la mật hay là cứu kính. Thì như vậy cái trí huệ cứu kính của bát nhã đó là chỉ cho cái trí tuệ sau khi dùng sức quán rồi dẹp sạch ngã pháp hết rồi, thì cái trí dụng đó dừng lại lặn xuống, chỉ còn có cái trí huệ ba la mật đó, thì trí đó gọi là cái trí thể. Cho nên nó đồng với cái gì, tức là tới cái dưới đó, là nó hai trí căn bản và sai biệt. Căn bản trí và sai biệt trí, thì căn bản trí và sai biệt trí đó, căn bản là cái trí sẵn có như chúng ta hiện giờ nói rằng kinh Pháp Hoa chỉ cho cái tri kiến Phật, thì cái đó nó thuộc về căn bản trí. Nhưng mà sai biệt trí thì đâu, tức là sau khi chúng ta dừng lặng hết cái điên đảo vọng tưởng rồi, khi vọng tưởng điên đảo lặng hết rồi thì lúc đó cái diệu dụng của trí tuệ, như Đức Phật nói đó, Ngài biết tất cả cái nguồn gốc của các pháp, và Ngài biết tất cả cái sở dục của chúng sinh. Phải biết sở dục và căn tánh của chúng sinh, cho nên Ngài mới tùy căn cơ mà giáo hóa, tùy căn cơ mà nói pháp. Thì cái đó gọi là sai biệt trí. Cái sai biệt trí là sau khi lặn sạch hết phiền não vô minh rồi, rồi được viên mãn, cái trí tuệ viên mãn đó, thì cái trí tuệ đó mới biết rõ nguồn gốc các pháp và biết rõ căn cơ của chúng sinh để tùy cơ thuyết pháp, gọi là sai biệt trí. Thì như vậy sai biệt trí và căn bản trí, ví dụ cũng như sống với nước thôi, hai cái không hai mà không khác, không khác mà có hai tên, phải không? Nói sống, nói nước là hai tên, nhưng mà cái thể có hai không? Chẳng qua giấy sống thì đó là cái dụng của nước, phải không? Sống lặng thì trở về cái thể. Vì vậy cho nên nó căn bản trí hay là sai biệt trí, hai cái nó cũng không khác. Thì như vậy hai cái này đối với cái trí huệ ba la mật ở trên có khác hay không? Tức là cái trí huệ là cái thể, cái bát nhã thể đó, thành tướng bát nhã, có khác hay không? Nó cũng không khác. Vì vậy cho nên nó đối chiếu thì nó không khác. Bây giờ nói tới ba trí là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Nhất thiết trí đó là chỉ cho trí thanh văn, biết tất cả các cái, biết tất cả các cái pháp mà do duyên hợp
hay là biết tất cả các cái thứ kiết sử đoạn trừ. Cho nên cái trí mà biết tất cả pháp, biết tất cả kiết sử đó thì gọi là nhất thiết trí. Thành ra khi mà dứt hết kiết sử rồi thì chứng được nhất thiết trí đó, là cái nhất thiết trí của thanh văn. Đạo chủng trí thì chẳng những mà biết tất cả các cái kiết sử, mà đây biết được cái hạt giống của tất cả pháp nữa. Thì chỉ chủng là hạt giống, cái trí biết cái hạt giống tất cả pháp là cái trí của Bồ Tát, nó xa hơn một tầng. Rồi nhất thiết chủng trí là trí của Phật, tới cái trí đó là trí viên mãn. Thì như vậy ba cái trí này là trí thanh văn, hay là chung nữa là thanh văn duyên giác, trí Bồ Tát và trí của Phật. Thì ba cái trí trên cái phương tiện thì có sai biệt, nhưng cứu kính thì theo chủ yếu kinh Bát Hoa thì đều đi tới nhất thiết chủng trí mới là cái cội gốc của Phật. Thì cái nhất thiết chủng trí đó nó đồng với cái căn bản và sai biệt trí khi phối hợp, phải không? Thì cũng như nó đồng với cái trí ba la mật ở trên. Rồi nói tới bốn trí là thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Thì đây là gọi là chuyển tám thức thành tứ trí. Bốn cái trí đó do chuyển tám thức mình, do sự tu hành chuyển được. Thì hỏi những cái này có khác nhau không? Thì tôi có thể ví dụ, ví dụ như con sông Cửu Long, khi nó chảy ở gần Mỹ Tho thì người ta gọi là gì? Thì sông Mỹ Tho. Khi nó chảy tới Long Xuyên thì ta gọi là gì? Sông Long Xuyên. Khi nó chảy lên Châu Đốc thì gọi là gì? Sông Châu Đốc. Thì từng tên sai biệt, nhưng mà cái thể của sông thì sao? Nó là một, nhưng mà tùy chỗ mà đặt tên đó. Thì cũng như vậy, khi chúng ta tu hành ba những cái thức của chúng ta nó lặn xuống thì chuyển được thành trí. Thì khi thành trí đó tùy theo cái công dụng riêng biệt mà đặt cái tên khác nhau, chứ cái thể nó không có hai. Nếu còn hai thể thì chưa thành Phật. Như vậy thì tuy bốn trí có khác tên nhưng cái thể thì không hai. Cũng như con sông, nó nguyên là một nhưng vì tùy chỗ đặt tên có sai biệt chứ không có khác. Thì như vậy là trong mấy câu hỏi chúng tôi đã nêu và giải thích tổng quát. Thì bây giờ đây hỏi các trí có liên hệ nhau thế nào, khác nhau chỗ nào, giống nhau chỗ nào, thì trên cái đó thì quý vị thấy trả lời rồi chưa? Trả lời rồi đó. Hỏi giữa trí và huệ khác nhau chỗ nào, giống nhau chỗ nào, đó là cái này nó hơi khác một chút. Bởi vì chúng ta có nhiều cái chỗ dùng danh từ, chỗ dùng thế này, chỗ dùng thế kia. Chứ chỗ thì dùng trí, chỗ là dùng huệ. Như giới định mà không nói trí, giới định là huệ. Thì như vậy cái trí với cái huệ có khác nhau chỗ nào? Đó là cái chỗ mà tôi muốn giải thích cho quý vị khỏi lầm. Bởi vì trí nó tùy chỗ. Nếu mà đứng về kinh Lăng Già mà nói thì Đức Phật giảng trạch thức với trí. Thức là cái tướng sinh diệt, mà trí là cái vô sanh. Thì như vậy nói tới trí là nói cái không sanh diệt, cái giác mà không bao giờ sinh diệt. Còn nói cái thức là cái phân biệt sinh diệt. Thì như vậy nếu mà nói cái chữ trí trong kinh Lăng Già thì nó lại giống cái gì? Giống như cái huệ ở đây. Còn thường thường mình phân biệt trí với huệ thì trí là để cho cái dụng quán chiếu. Cái dụng quán chiếu, ví dụ mình quán thân này do tứ đại giả hợp, hay là quán các pháp do duyên hợp, dùng trí quán vậy thì cái đó gọi là trí mà không gọi là huệ. Bởi vì cái đó là cái dụng, cái trí nó thuộc cái dụng sinh diệt, mà sinh diệt nó ở trên cái tướng của các pháp. Tôi muốn nói nó trí để cho quý vị hiểu thêm. Nó trí đó là để đối với thức. Bởi vì thường thường thức á, thì nó đi kèm với tình, với nghiệp. Thức là mình nhìn người thì mình nhìn ở trên cái dáng đẹp xấu đó. Bởi nhìn trên cái dáng đẹp xấu cho nên mình vừa phân biệt đẹp xấu thì có cái tình thương ghét nó theo.
Vì vậy cho nên gọi là tình thức. Hoặc là nhìn ra cái nghiệp, mình chuyên về cái nghiệp gì, hoặc là thầy thuốc thì nhìn sự vật theo cái quan niệm thầy thuốc. Mình chuyên về cái gì đó thì nhìn sự vật theo đó, thì gọi là nhìn cái nghiệp thức, theo nghiệp thức. Còn cái trí nhìn người thì mình liền biết người đó thân do tứ đại hòa hợp hay là do năm quẩn hòa hợp. Mình phân tích cho rõ ràng do năm quẩn, hay là mình phân tích rõ ràng cái thân đó nó là do tứ đại vân vân, thì cái phân tích đó gọi là trí ha. Cho nên tình á, thì nó đi tới phiền não, mà trí thì lặn được phiền não. Nhưng hai cái đều là cái dụng sinh diệt. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu hành được định rồi là lặn hết tất cả cái vọng tưởng tình thức, thì lúc đó nó được sáng ngộ ra. Thì cái sáng ngộ do định á, thì nó là huệ chứ không phải là trí. Bởi vì đối đãi trí là cái dụng phân biệt, thì cái do định mà sáng ra thì cái đó là huệ, chứ không phải gọi là trí. Hiểu như vậy thì trí nó khác, huệ khác. Còn nếu hiểu là kinh Lăng Già thì trí huệ không hai, phải không? Vì trí và huệ đều là cái tướng chẳng sanh diệt của người giác. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái nào trí là huệ. Hãy giữa tâm và trí chỗ nào giống chỗ nào khác. Để tâm và trí thì như hồi nãy tôi nói, bởi vì tâm mình phải biết tâm nó có hai mặt, tâm vọng và tâm trên. Nếu tâm vọng á, thì gọi là, hoặc mình dùng cái tâm vọng để theo nghiệp thức tình thức phân biệt thì cái đó là cái tâm nhiễm. Còn dùng cái tâm vọng đó để mình phân biệt đúng với lẽ thật thì cái đó gọi là trí. Thì hai cái cũng đều vọng, đều là dụng hết á. Cái dụng y trong mê lầm và cái dụng tỉnh giác, thì hai cái đó đều là cái phần vọng của tâm. Còn cái thể tâm á, thì cái hàng giác mà không có, hàng tri giác mà không có động. Thì như vậy chúng ta nói tâm và trí chỗ nào giống chỗ nào khác, thì nó giống, giống ở chỗ nào? Nó giống là tất cả những cái trí chúng ta phân biệt để không còn lầm lẫn chấp trước, thì cái trí đó đối với cái tâm thể là khác. Nhưng mà đối với tâm vọng thì nó là, nó không khác. Bởi vì đó cũng là cái dụng của tâm, nó là cái dụng của tâm cho nên nó không khác. Nhưng mà đứng về mặt tâm thể thì đó là động, cho nên nó khác. Vì hiểu như vậy thì quý vị mới biết chỗ nào giống chỗ nào khác. Hãy giữa thân Phật và trí Phật chỗ nào giống chỗ nào khác. Thân Phật và trí Phật thì quý vị thấy thân Phật và trí Phật thì cũng như thân mình và trí mình, chỗ nào giống chỗ nào khác. Mình với mình, thân là tướng sinh diệt, mà cái trí chân thật đó nó không sanh diệt, thì đó là nó khác. Nhưng mà ngoài cái thân sinh diệt không có cái trí vô sanh, cho nên nó không khác. Thì cái chỗ đó thì nói khác cũng không được, mà nói không khác cũng không được. Ở tu theo kinh Pháp Hoa thì sẽ được những trí huệ nào à, và khi được các trí huệ đó rồi làm sao được các trí huệ khác. Thì nếu chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa được trí huệ gọi là trí huệ Phật. Trí huệ Phật, mà khi được trí huệ Phật rồi thì nó đủ tất cả trí kia rồi. Thành ra như vậy, cũng như chúng ta học mà lên tới tiến sĩ thì những lớp dưới chúng ta đã đủ hết rồi, chứ không có gì nữa. Thì như vậy khỏi cần tìm trí huệ nào khác. Đó là câu hỏi mà tôi trả lời tổng quát như vậy. Thôi sẽ được nghỉ. Chậm chờn trên cỏ tiên,
Yeah.